livestream của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thử game chạy đến chết mà lại hết đi. Bảy ơi, em tạch môn văn rồi. Trời ơi, mới tạch có môn văn thôi mà em nó hoang mang gì thế em. Em còn phải chuẩn bị tinh thần cho những môn sau em bị tạch nữa chứ. Yên tâm đi, còn nhiều môn bị tạch nữa. Các môn khác không tạch bảy ơi. À là bạn Thảo gì tạch có mở môn văn thôi hả? Chi buồn cùng em. Mình tạch là mình phải tạch đều anh em không? Tạch cho có bạn có bè. Mày tạch có một mình môn văn tủi thân lắm. Mình tạch là mình phải tạch gọi là toán lý hóa anh đó. Tạch 4 môn cho 4 đứa bạn đi, gọi là 4 anh em tốt phải không? Đó. Em mới làm bộ neo giờ không dám động cái gì luôn. Trời, tôi cũng mới làm bộ neo anh em à. Rồi chưa? Tôi mới cắt ngón tay đó. Tôi cũng biết làm neo đó anh em. Tôi biết làm neo đó. Khởi nghiệp đầu đời. Đây là cách mà tôi khởi nghiệp đầu đời này. Cắt ngón tay cho má tôi để tôi kiếm tiền. 2.000 một lần cắt. Hồi xưa tôi còn nghĩ tới cái mức mà hả, tôi cắt ngón tay cho má tôi xong rồi tôi đem tôi cân ký tính tiền theo ký. Khởi nghiệp người đàn ông khởi nghiệp bằng việc cắt ngón tay anh em thấy chưa? Đây chưa? Gì đây, môn anh được 8.5 thôi anh. Tao hồi xưa tao thi tàn được 10 điểm không, giờ mày 8.5 mày vui gần chết mày. Tin anh đi, em mà chỉ cần em thi được 10 điểm không là em áp lực lắm. Nhưng mà cái áp lực này thì anh khoái. Khởi nghiệp bằng việc nhổ tóc bạc. Ừ, khởi nghiệp bằng việc nhổ tóc bạc nữa. Hồi xưa là tôi nhổ tóc bạc cho bà cho má tôi. Hồi xưa má tôi kiểu sợ tóc bạc lắm em. Cứ là kêu tôi nhổ tóc bạc cho má là tôi sẽ được tiền đó. Cứ một cọng tóc bạc là tôi được 5.000, ghê chưa? Khởi nghiệp. Xong rồi tôi thấy tôi nhổ tóc bạc cho má tôi gọi là được nhiều tiền quá. Thế là tôi nảy ra một cái ý tưởng, tôi nảy số anh em ạ. Tôi qua tôi nhổ tóc bạc cho bà ngoại tôi. Nguyên cái đầu bà ngoại tôi bạc trắng. Ôi anh em phải biết cái cảm giác gọi là mình đi lên trường nha. Mình cầm cái tờ 5.000 ra, mình khoe với đám bạn của mình nè. Cầm 5.000 nha. Cầm tờ 5.000 ra. Ê, tiền tao đi làm được đó bay. Ôi ơi, tao cắt ngón tay má tao được 5.000 đó. Tao nhổ tóc bạc cho bà nội tao được 5.000 đó. Nghe chưa? 5.000 này là 5.000 tao khởi nghiệp nè, tao đi làm nha bằng chính mồ hôi công sức của tao nha, chứ tao không có gọi là xin tiền má tao nha. Trời ơi, bao ngầu luôn, em ngầu nhất lớp luôn. Hét tên em đi thôi, tha. Mà ly tha. Đừng thét nữa. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi đêm rồi bay. 8 giờ rưỡi khuya rồi. Bây giờ tao mà thét thằng sớm mà nó cạo đầu tao. Nhà nó không có cách âm. Làm cái lên trên chân thượng nó nghe luôn á. Hồi xưa mà tôi la ở Vũng Tàu ấy, tôi kể cho anh em nhà này có lý do tại vì sao mà tôi lại phải lên Sài Gòn nè. Hồi xưa ở Vũng Tàu á là tôi ở trên lầu 3. Anh em hiểu không? Ở trên lầu 3. Xong rồi cái tôi quay video hồi xưa anh em biết mà tôi quay video nó hay chửi tục lắm đúng không? Quay video mà tôi quay mini world thứ á, tôi cứ chửi mấy cái kiểu tục tiểu lắm. Xong rồi cái mà tôi quay ban đêm mà tôi quay khoảng 12, 1 giờ đêm không à. Tôi quay về đó không à. Xong rồi cái tự nhiên cái tôi quay kiểu một tháng rồi không có gì xảy ra hết. Tự nhiên á đến một ngày cái tôi thấy hàng xóm mời thầy cúng về. Có hàng xóm bên kế bên nhà tôi mời thầy cúng về. Tôi thắc mắc lắm anh em, tôi thắc mắc lắm, tôi không biết gì hết. Tôi thì nói đó là mình cũng đâu biết gì đâu, mình xuống mình cũng nhiều chuyện. Mình xuống mình ngồi xong mình coi người ta cúng luôn. Xong rồi cái quay qua hỏi ủa nhà cái bên sau cúng vậy, tại vì tôi xuống tôi hóng nó sẽ có một vài đứa nhóc thì nó không với tôi á. Quay qua hỏi ê nhóc sao nhà này cúng vậy? Nghe đồn đâu là cái ông ba bên đây rồi là ban đêm cứ nghe tiếng ngay danh nhẫn bên tai á, chửi cái gì mà chim cò à không à. Nên là ông tưởng có dông theo, ông mời thầy vẫn cúng. Ông đâu biết nguyên cái dông đứng đây đâu. Nguyên cái dông đứng coi ông mời thầy cúng luôn. Ông đi. Dông này nặng lắm, cúng không đi. Tao đứng đó xong rồi tao nghe xong tao chỉ biết ngồi cười trừ thôi bay. Những ngày sau là tao chỉ quay video trong thỏ thẻ thôi đó. Mấy bữa nay tôi có học tiếng Anh trên một cái app tên là Duolingo anh em. Tôi học tiếng Anh trên cái app này tôi biết được là what your name là bạn bao nhiêu tuổi rồi đó. Rồi hello là tạm biệt, goodbye là xin chào. Trời ơi tôi biết nhiều lắm anh em. Tiếng Anh giờ anh em hỏi tiếng Anh, anh em hỏi từ vựng nào tôi biết luôn á. Tha là xe đạp đúng không? Circle là hình vuông. Rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với trận đối đầu tỷ thí tay đôi giữa hai võ sư. Một là võ sư Zero Official và hai là võ sư Roxy. Được rồi, để coi là bây giờ là giữa gọi là bộ môn gọi là Nhân Quỳnh Đạo và bộ môn gọi là Sói Quỳnh Đạo thì cái bộ môn nào, cái môn phái nào là cái môn phái là sẽ được gọi là công nhận của UNESCO nha anh em. Rồi chào mừng anh em quay trở lại với tựa game này nha. Rồi ok, hiện tại thì tôi đang đứng ngay cái chỗ mà ngày hôm qua tôi đứng. Đúng vậy, ngày hôm qua lui chỗ nào đứng nghiêng chỗ đó anh em à. Ông mà xưa chúng ta đã từng dạy rồi, té chỗ nào gấp đôi chỗ đó anh em. Ok, và ngày hôm qua thì tôi cũng có mò. Tôi mò chứ không tôi coi YouTube nha, tôi mò thì tôi vô tình tôi mò được cái đoạn đi tiếp cái đoạn này anh em à. Đó, là tôi mò nha. Anh cho em một khóa học ngôn ngữ của anh đi. Trời, ngôn ngữ của anh đang ngữ lắm em. Qua sao đi cạp tamita nhiều lắm, trời ơi.
anh nói ngôn ngữ của anh là mấy đứa phải gọi là người chởn xuống mấy đứa mới học được, hiểu không? Còn mấy đứa mà gọi là phàm nhân bình thường mấy đứa không học được đâu. Trời ơi, người học ngôn ngữ của anh là những người chởn xuống không á? Rồi đó, anh em thấy chưa? Tôi mờ đó anh em, tôi mờ đó. Con ma sao anh kìa? Tôi nấm đầu con ma tôi quýnh nó luôn bây giờ. Anh chơi game kinh dị mà ở game hài, mắc cái game này nó kinh dị gần chết luôn mà chơi game hài. Tôi gạt cho cái mỏ bây giờ. Cái game này nó kinh dị lắm anh em, cái game này nó hù ghê lắm anh em, đừng có tin á. Anh em nhìn nó vui vui thôi chứ nó ghê lắm, nhìn nó ghê lắm. Nhìn nó vậy thôi chứ nó chơi lừa hết á. Đó. Đó nhưng mà anh em yên tâm, tôi là một con người có tâm với nghề đó. Tôi là tôi có mặt ở đây là để tôi chịu những cái lừa của nó thay anh em đấy. Anh em thấy không, ngày hôm qua là tôi mò được tới đây rồi nè. Đó, tôi mò nha. Đó. Thấy chưa, con người có mò là nó khác anh em. Còn những người mà coi YouTube là không có bao giờ đi gọi là một cách mượt mà với tôi đâu. Tôi là tôi phải ngồi, tôi mò từng ngóc ngách để tôi đi á. Thằng nào mà mò YouTube là thằng đó là chơi không công bằng anh em hiểu không? Em vừa học vừa coi live, mai là bữa thi cuối và cũng là môn ai cũng sợ, đó chính là môn Anh. Anh chỉ cho em một cái cách để em thi môn Anh đảm bảo đậu nè. Bây giờ em thấy cứ câu nào mà dết nô ok em khoanh hết cho anh, đã có đậu luôn. Mày đậu qua chuồng gà mày ở. Ok rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là cái nhiệm vụ mở điện anh em. Hôm qua tôi mò tới đây thôi à. Ê cái con nó quen quen quá ta. Ê cái con nó quen quen quá anh em. Nhìn cái mặt nó quen quá vậy. Ủa nó đâu rồi, ủa nãy tôi thấy có con gì đứng đây mà đúng không? What the fuck? What the fuck? Nó nhanh quá nhìn không kịp. Trời ơi. Nó hù cho một cái hồn bay phát tán luôn vậy trời. U là trời hù phải nói nhau một tiếng luôn. Anh em hù gì đâu, chơi hù ác nhân tức đất hù bất ngờ. Lại nè. Anh em yên tâm, dăm ba con đó nó không làm khó được tôi đâu. Anh em nghĩ tôi là ai? Đúng vậy, Zero Official. Bây giờ ông bà xưa của chúng ta từng có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó. Nên là bây giờ là mình phải đi tìm trước mấy cầu dao anh em. Mình tìm trước mấy cầu dao xong rồi mình mới đi vô cái chỗ đó. Được chưa? Em sẽ không nói trước với Rô là tí bị hù đó. Tao mới bị hù xong luôn. Tao mới bị hù xong, tao hiểu bị hù xong rồi mày mới nói. Rồi dừng ơi, mở ra 40 tên cướp với Alibaba. Lù lại các anh em, lù lại các anh em. Ok, bây giờ là chúng ta đã biết được một cái rồi là cái máy phát điện của chúng ta là ở bên đây là một cái này nè, đúng không? Một cái bên đây. Một cái ở trong đây. Ok, nhớ nè. Tôi biết được vị trí của hai cái máy phát điện rồi. Còn một cái máy phát điện nữa anh em, cái máy phát điện cuối cùng nằm đâu đây, con số gì ra là con máy anh em. Máy phát điện thì bình thường là theo như con người bình thường là người ta sẽ gắn nó vào tường, đúng không? Còn thằng nào không bình thường thì sẽ treo cái máy phát điện treo lên lửng. Tao đánh núp vô rồi mày không thấy nữa, cái con quỷ này thề. Tao cố tình. Có hồi nó trước một tiếng đi trời. Nó hồi bất ngờ không à. Trời ơi. Ok, bình tĩnh anh em, đây chỉ là một tựa game thôi, đây chỉ là một con game thôi. Ok, mình biết được vị trí của hai cái máy phát điện rồi, bây giờ chúng ta... Chị ơi! À, không phải chị mà là anh! Cái máy phát điện cuối cùng ở đây. Where are you? Chơi game này với tao thành lập một cái thói quen đó mày. Tao chỉ cần nghe cái đùng là tao biết rồi. Là tao biết có cái điềm rồi. Ôi những quả điềm của tôi.
Trời ơi anh trai, anh đi đâu đẹp trai vậy? Má, hôm nay anh đẹp trai luôn á. Em thề em nói thật là cái quả da xanh nó quá hợp với anh luôn á. Anh trai có gì thương lượng anh trai, từ từ anh trai, em khoai lượng vàng anh trai ơi. Từ từ anh trai. Ê, nó bị lắc rồi anh em, nó không lắc, tao nhầm, nó không lắc, ôi ơi, nó không lắc. Chết. Ôi sao bây giờ nó hai con luôn vậy? Em? Ủa? Cái đậu xanh nhà mày con robot sờ keo li ti. Không chơi. Chị này không chơi. Chị kia thì chơi, chị này không chơi. Từ từ. Nhà em còn mấy giờ con tới chị ơi, từ từ chị ơi. Từ từ chị ơi. Anh trai. Chị ơi. Ôi trời ơi. Ok, bây giờ mình đã biết được vị trí của ba cái máy phát điện rồi. Bây giờ là đánh nhanh thắng nhanh nè anh em, Let's go. À, mọi sự khổ đau đều bắt nguồn từ cái tên Monty. Chị gái, từ từ chị gái, hình như là anh chị luôn chứ không phải chị gái nữa. Trời ơi, múa liền. Làm sao mà đỡ được, làm sao mà bắt được. Trời ơi, anh em thấy gì chưa? Florenti Gregory. Đúng rồi trời. Gregory đó anh em, làm sao mà đỡ được. Múa hay đến thế cơ mà. Ê, từ bậy. Cái gì vậy chị? Hồi nãy em nhớ trận trước có chị đâu, sao giờ chị xuất hiện đâu vậy? Chị có âm binh chất dưỡng đâu chị xuất hiện đi chị. Gì vậy? Rồi xong rồi. Bây giờ là tao biết xong rồi. Ủa? Múa nè. Múa nè. Múa nè. Và đây là Florentino. Múa liền, làm sao mà bắt được, dễ gì mà bắt được. Mày ngon mày bắt tao đi. Dễ gì mà bắt được anh em. Nè, đó, làm sao bắt được. Ê, được, bắt được. Từ, bắt được. Ê, làm sao mà bắt được? Làm sao mà bắt được chị ơi? Thôi chị bỏ cuộc đi. Này, bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé.
Làm sao mà bắt được? Trời ơi, bắt được cô dễ lắm hay sao? Đó, anh em thấy chưa? Nghệ sĩ múa đó anh em, nghệ sĩ múa đó. Dân chơi thể múa đó. Bỏ mua em nhà tôi rồi. Múa liền, trời ơi. Ê, hết múa được rồi. Ơi. Trời ơi, múa liền, dễ gì mà bắt được. À, cái con này thì bắt được mình. Mày bỏ tao ra. Múa liền, thấy múa chưa? Dễ gì mà bắt được hả anh em? Gì vậy? What the fuck? Ui gì vậy? Từ từ, cái này múa không được nha, bác, cái này không múa được nha. Cái này người chơi hệ khổng lồ rồi, múa không được anh em ơi. Thế bây giờ mình đi ra được không anh em? Sao mày nhìn bên đây hoài vậy? Mày nhìn bên đây, chạy ra chỗ khác coi. Tao ra hơi quá đà. Xin lỗi, tao ra hơi quá đà. Đứng ở trong cho đến khi nào già thì thôi hả? Ok, bây giờ mình sẽ đứng ở trong, mình sẽ rút kinh nghiệm nè. Bây giờ múa lại nè. Tao cái áo lên, múa lại nè. Múa nè, nhìn múa nè. Florentino nè. Để Florentino múa cho mấy cưng coi. Chết cha. Để Florentino múa cho mấy cưng coi. Ôi lại đây mà, hồi nãy là Florentino phiên bản lỗi, giờ là Florentino phiên bản gọi là VIP nè, nạp lần đầu nè. Đây bây giờ là Florentino phiên bản nạp lần đầu nè anh em. Hồi nãy là lỗi kỹ thuật xíu thôi. Hồi nãy múa mà quên nhặt bông thôi. Lần này là chưa múa nữa là bị bắt rồi. Và Florentino đang thể hiện những bước đi vô cùng uyển chuyển và điêu luyện. Vâng, Florentino đã phát hiện ra được một con boss đang nằm ngủ. Đúng vậy. Gạt cân thành công và con boss biến mất rồi. Ôi ghê vậy, tao đứng bên đây nè cha. Tao đứng bên đây nè mò, mới làm cái gì? Mới đâu có cái gì đâu mà mò, chạy bên đây nè. Chạy hả? Ok chạy. Và đó là Florentino. Anh đây thấy gì chưa? Đó là Florentino. Ngu là chơi. Ai mà chơi hay dữ vậy nè. Trên đường đời xô đẩy, tao vô tình là chạm mặt vào nhau. Có ai ngờ trên đường đời xô đẩy, tao vô tình đập mặt vào Chica. Trời mé. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi vô trong nhà vệ sinh, mình bật cái cầu dao nhà vệ sinh lên. Đó, múa thấy chưa, phải múa là múa như này nè, thấy chưa.
đó, sau đó chờ nó bật cái máy phát điện lên, nó ngó vô một cái rồi đút cái tay vô nè, nó mò nè, thời khắc nó mò là mình sẽ chạy ra con mò đó. Nhắm thôi, nhắm thôi, nhắm có 5 lần mà. Hồi xưa đi thi tôi nhắm nguyên cuốn sách còn được mà, em dâm ba nhắm 5 lần nè. Lại nè, lại nè, Florentino nè. Thôi mấy bữa nay là mình múa Flo nhiều quá rồi anh em, hôm nay mình múa da xua đi. Từ từ tôi phải đi tìm kỹ lại anh em, tôi phải đi tìm kỹ lại. Tôi đâu có ngờ là nó kêu tôi tìm 3 cái, xong nó kêu tôi tìm thêm cái thứ tư đâu. Có thầy nó kêu bùi tìm 4 cái ngay từ đầu đi, nhưng không anh em. A few moments later. Bên đây đúng không, bên đây đúng không? Chỗ này đúng không anh em, chỗ này đúng không? Hồi hồi anh em thấy gì chưa? Đó là Florentino. Thấy đỉnh chưa? Đấy, người chơi hệ kỹ năng đấy, em thấy chưa? Chết hơi nhiều, làm quen map thôi. Làm quen map thôi. 2 tiếng đầu mới có 1 tiếng rồi cha. Chết chục lần là dây, chẳng qua là do tôi là mới chơi. Anh em thấy không? Tôi chưa thuộc đường thôi. Tôi chơi từ từ để tôi thuộc đường, anh em hiểu không? Cái gì mình cũng cần phải có thông thạo, giống như Florentino đó, anh em phải chơi nhiều lần mới thông thạo đúng không? Tôi cũng vậy, tôi phải chơi nhiều lần tôi mới thông thạo được lo ghe ro coi đi. Đỉnh chưa? Mai mấy cái pha mà tôi nhảy lỗi tôi cắt đi hết, tôi để lại cái pha mà tôi gọi là thành công thôi, đó là thông thạo follow liền. Được không? Được chưa? Mở cửa. Ok, let's go. Thôi ai mà hay quá vậy ta, con má linh chứ em. Yeah. Oh yeah baby, chúng ta được đi một đường đua khá là ngoạn mục đến từ vị trí của tay đua Robo. Vâng, và Rosie đã thấy được chúng ta đua. Rosie quyết định nhảy từ trên tầng cao xuống. Rosie đứng chặn đường xe ô tô. Vâng, đây là một quyết định vô cùng thông minh đến từ vị trí của Rosie. Tôi đã nhảy khỏi xe, xe lật và đâm vào mặt Rosie. U cha, cú này thốn nè. Trời má, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người dám đứng ra trước mặt xe ô tô để cản đường xe ô tô luôn á. Trời ơi, đỉnh, đỉnh cao. Đỉnh cao của sự cản đường. Roxy. Đấy là vị trí của Roxy nha anh em. Hay quá chị Roxy ơi. Một pha cản xe quá đỉnh cao đến từ vị trí của chị Roxy. Má em nể chị lắm luôn á, em không có dám vậy đâu chị. Em không có dám ra chặn đầu xe ô tô đâu, mà chị là dám đó. À, chị là một trong những thần tượng mới của em nha. Chết cả hết pin rồi. Who's there? You think you're better than me?
cha tôi hết pin rồi anh em ơi. Nhà làm game này không có tâm gì hết, làm cái đèn pin mà còn cho pin vô nữa anh em. Trời, làm cái đèn pin mà cho pin vô vậy là chết tôi rồi. Từ để tôi coi có chỗ nào lấy cái đèn pin mới không nè. Cầm đèn pin trên tay. Ai hỏi Google kêu hết pin rồi. Ủa tôi nhớ nó chết rồi mà sao còn như đó vậy? What the fuck, Roxy ảo gì? Đây rồi, đèn pin đây rồi, đèn pin đây rồi. Let's go. Thôi đi nâng cấp cho anh Fed đi nào. Let's go, let's go, let's go. Rồi, 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 let's go. Yeah. Quá tẹt rồi. Go quá hay. Một màn múa flow quá đỉnh cao đến từ vị trí của Siro. Đấy, anh em thấy chưa, Siro của các bạn đấy. Servant, you may now enter the protective cylinder. Let's begin by removing Freddy's face. Ok, đầu tiên là bỏ cái gì ra trước đây anh ơi. Bỏ cái này đúng không? Ocular connectors. Trời ơi, ai mà chỉ mới siêu phàm dữ ta. Ai mà chỉ nhớ siêu phàm quá. A few moments later. Different to me. I can see movement through the walls. Really? I didn't know Roxy could see through walls. These are Roxy's eyes? Well, yeah. There was an accident in the raceway. Is she okay? Well, nothing seems to stop her. Good news. It is almost 6 o'clock. You will be safe now, Lime. Bây giờ mình chui vô Freddy là mình nhìn được xuyên tường đúng không? Tôi nhìn được xuyên tường rồi, tôi nhìn được xuyên tường rồi, tôi nhìn được xuyên tường rồi. Đút cái đầu ở đây tôi hình thấy cái thang máy bên ngoài luôn nè anh em. Quá đỉnh thiệt, tôi đút cái đầu ở đây tôi nhìn được xuyên tường thiệt nè. Bây giờ mình cần phải trốn thoát khỏi Bialet anh em ạ. Hình như đi lộn đường rồi anh em ơi. A few moments later. Cái đường ra nó nằm đâu vậy? Giờ tôi nhớ không nhầm là tường chính nó nằm trên kia kìa nè. Cố lên phép đi anh, hãy lết cái thân tàn ma dại của anh, đi nhanh lên. Đi nhanh nữa lên. Chúng ta làm được, we do it, we can do it, we can do it. Let's go. Facility. Of course you can. Come on, we can hide you somewhere. Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. It is my design. This is where I must stay. Do not return. It will never be safe. I will miss you. Freddy, if I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Mình sắp được rời khỏi đây rồi. Mình sắp được rời khỏi nơi này rồi. Gregory, you have a choice. Mình sắp được rời khỏi nơi này rồi. Bạn có muốn ở lại không? Có. Ê mày, tao muốn rời khỏi. Ê. Here, I found this party pass. There are areas we have not investigated. Lead the way, superstar. Tôi bỏ bu em nhà tôi rồi. À, tao muốn rời đi mà, sao tao chọn nó lại nhỉ? Nó bị sao gì cô? Hảo hán luôn, nó hảo hán cô luôn. Ờ, bây giờ phải tìm chỗ lưu game nữa nè anh em, giờ phải tìm chỗ lưu game nữa nè. Bây giờ tôi phải tìm chỗ lưu game, xong rồi ngày mai tôi đi đánh thêm với Monty. Xong rồi tôi tìm hiểu thêm nữa hả? Cái gì vậy? Ủa sao không lưu game được ta? Tôi không tin là không lưu được đâu anh em. Để tôi lưu cho anh em coi nè. Dăm ba cái game này. Tôi lưu lại mấy hồi. Ok tôi tin rồi. Để có gì dán sau chúng ta chơi lại. Từ cái đoạn gọi là sự thích đi cũng được anh em ha. Thôi bây giờ mình nốt livestream nha anh em. Tôi tin rồi, tôi không lưu được. Cảm ơn anh em đã coi livestream của mình. Và hẹn lại anh em vào những livestream lần sau. Bye bye anh em nhé. Bye bye.